người đã xem tiêu đề của video này thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem lễ hội của trường mình có gì nha. Giờ thì ok vào nè. Heo. Đây mình đang làm tóc này. Bây giờ thì mình sẽ làm tóc. Tóc của mình thì vẫn còn hơi xoăn bởi vì chiều nay mình vừa mới tham gia sơ khảo văn nghệ ở trường ấy. Mà nếu như mọi người đã xem ở video trước thì sẽ biết rõ kết quả như nào nha. Sau đó thì các bạn của mình có tập trung lại nhà của mình để đi cùng nhau lên trường tham gia hoạt động ở trường ấy. Bây giờ thì bọn mình đang làm tóc nè, thay quần áo nè, nói chung là làm rất nhiều việc. Còn một điều nữa là thời gian quy định có mặt là lúc 7 giờ. Nhưng bây giờ đã là 7 giờ 12 rồi, chúng mình vẫn chưa làm xong gì cả. Các bạn thì cứ bảo là không vội. Trong khi đợi mọi người làm mọi thứ thì bây giờ mình sẽ ăn tối nha. Bữa tối của mình thì mình chỉ ăn vài cái nem thôi bởi vì 7 giờ là bọn mình phải đi thì 6 giờ mẹ mình có làm sẵn cho mình vài cái nem để mình ăn ấy. Lúc ấy là vẫn chưa có cơm ấy, mình chỉ ăn nem thôi. Bây giờ thì đã 7 giờ rồi, có cơm ở nhà mình vẫn không muốn ăn ấy. Trong mày không có quay được ạ. Trong mày không có quay được trăng vàng đẹp trời. Mày chung là bắt quay phim đi. Mọi người ơi, mình đã đến sân trường rồi nha. Thấy gì không? Đây là kênh của tớ nhé. Đây được chưa? Đấy, mặt bụi quá nha, về dính tù rồi mà. Mà sau đây, thay mặt cho các tổ chức, em xin công bố chương trình của hội thi ngày hôm nay. Class are selected one out to four or both from Form 1. Đến người nhà mọi người. Mặc dù đây là ngày hội tiếng Anh, mình về Halloween nhưng mà tôi chỉ muốn đến đây để xem người ta có nói tiếng Trung không thôi. Đây chính là một trong những mục đích mà tôi tham gia cái ngày hội tiếng Anh mix về Halloween này. Hôm này thì chán quá, vậy nên lấy máy ra quay và làm khùng lắm điên. Thực ra cũng không phải làm khùng lắm điên đâu, chỉ qua là các bạn thì bảo làm khùng lắm điên, vậy tôi cũng lần nào làm khùng lắm điên thôi. Tiết mục này thì siêu hay luôn, siêu bùng nổ luôn, mọi người thì hô hào, nói chung là rất là sôi động luôn, nhưng mà mình cũng không dám quay nhiều bởi vì nó hình như các bạn quyến sao ấy.
đấy có một bạn hóa trang Annabelle nha mọi người, cutie lắm luôn. Hóa ra thì mới biết là bạn đấy bằng tuổi bọn mình. Vậy nên bọn mình đã ra đấy và xin chào anh cùng. Và đây là kết quả nha. Chúng mình đã có những ảnh này, này, này nữa. Tiếp theo chúng ta đến câu hỏi thứ 3. Sau các tiết mục trình diễn thời trang hoặc là nhảy múa trên nền nhạc tiếng Anh thì bây giờ chúng mình sẽ đến với trò chơi nhìn các hình ở trên TV lớn kia và đoán tên tiếng Anh của nó. Mình thì biết nhưng mà mình cũng ngại không dám giơ tay ấy, mọi người, nên mình chỉ ngồi đấy và xem thôi. Mọi người chán quá mọi người ạ. À, không phải là chán mà không có gì để quay. Nên chỉ quay cái này thôi. Bây giờ nhá, mày chỉ cần cầm điện thoại này đúng không? Mày ra trước mặt mày ra, mày cứ chụp một mặt mình hát. Bạn có muốn tớ cho cái đoạn đấy không? Muốn. Cháu nó dị dạng cái mặt mình ra. Cháu bài rồi, con nhện. Hóa trang. Trả lời chính xác là cháu được. Chúng ta cần phải thử nhận. Sao hóa trang, hóa trang là mình làm cho mình cái bóng ở đằng sau. Các bạn có muốn chơi được chơi đúng không ạ? No. Không đi về ngủ đi. Muốn chơi được không ạ? We are. Thấy trang. Công bố kết quả. Hiệu trưởng nhà trường lên từ lớp quay sau giải. Cuối cùng thì cũng đến phần công bố giải thưởng nha. Lớp mình thì bởi vì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi, vậy nên cũng không có mặt ở trên đây đâu. Giờ thì mọi người hãy đoán xem là lớp nào giành giải nhất nha. Mình thì hy vọng cái lớp mà mình thích giải nhất đấy. Và đến phần công bố kết quả thì lớp mà mình mong muốn thắng thì đã giành giải nhất rồi nha. Nói chung là mình thấy đây là một kết quả rất là xứng đáng luôn ấy. Bây giờ mình sẽ đi về đây. 9 giờ. Thì về thôi, chẳng thấy rồi, 9 giờ muộn rồi. Thực ra thì 9 giờ cũng chưa phải là muộn lắm đâu. Bởi vì bình thường mình cũng đi chơi đến 9 rưỡi mới về. Nhưng mà chắc là bởi vì hôm đấy thời gian mình ngồi đấy cảm giác trôi qua lâu quá, nên 9 giờ bọn mình cảm thấy là muộn rồi. Hello, mình đã về đến nhà rồi nha. Máy mình thì bây giờ còn 7% thôi. Nó rất là không thể quay được nữa. Vậy nên mình chỉ có thể mượn máy của bố mình vào quay. Nói chung là cũng ok, cũng vui đó. Giờ thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Bye bye nha.